Xét Lego công viên kinh dị Solomali mình đã có khá nhiều rồi. Nào là quái vật gấu này, quái vật que này, người canh giữ sở thú Zookeeper, quái vật ếch, quái vật mèo, quái vật hươu cao cổ và cả quái vật cá nữa. Gọi là có khá nhiều bởi vì mình chưa thực sự có chọn một set các nhân vật ở trong công viên đó. Đã thế, thời gian gần đây hình như lại có một bản update với rất nhiều quái vật. Bây giờ số lượng quái vật nó phải lên đến 20 hay 30 con rồi. Và tất nhiên là mình cũng có mua thêm một vài bộ Lego về các nhân vật mới ở trong công viên kinh dị đó nữa. Ngày hôm nay hàng về, nhưng mà có một điều cực kỳ đặc biệt, đó chính là đây, các bạn thấy chưa? Túi đựng sản phẩm bây giờ không còn phải là một cái túi ni lông giống như ngày xưa nữa, mà bây giờ bên ngoài đã được in ấn cực kỳ đẹp đẽ và bắt mắt. Mình đã mua thêm một túi to và một túi nhỏ hơn. Các bạn có tò mò muốn biết bên trong túi to này là nhân vật gì hay không? Hãy cùng mình bóc ra và ghép lên để xem nhân vật mà mình vừa mới mua nó có tên là gì nhá. Ở đây có hai túi các bạn ạ, một túi nhỏ và một túi to. Phần trên túi nhỏ này có in hình một con, đây là một con quái vật mèo. Uầy, con quái vật mèo này trông kinh dị thế nhở? Trong khi con quái vật mèo bằng Lego mình mua nó đâu đến nỗi. Phần đầu túi còn có một nửa cái hình gì đó phía đằng sau. Sao phía đằng sau in hình cả người ngoài hành tinh thế này? Còn trên túi to mà thôi, từ từ các bạn ạ. Mình nghĩ rằng chúng ta sẽ mở cái túi nhỏ trước, sau đó mới đến túi to này. Túi nhỏ với phần bên ngoài in hình các nhân vật màu xanh trên nền đen. Nào, bên trong sẽ là bộ Lego gì? Ui, bên trong có một vài mảnh Lego màu xanh lá cây, màu xanh nước biển, màu trắng và cả màu nâu xám nữa. Để mình ghép lên nha. Theo như giấy hướng dẫn thì mình cần phải làm một cái tay cầm trước các bạn ạ. Đây, một cái tay cầm với màu xanh da trời và màu đỏ, thêm một khối Lego màu đen chếch sang hai bên đều có nha. Phía bên trên sẽ là một nơi mà mình sẽ đặt một cái công tắc, một cái nút bấm có màu vàng, sau đó che các mắt Lego này lại bằng các khối Lego màu xám trắng ở hai bên hông đang chìa ra. Chúng ta cần phải bo tròn nó lại. Phần bên này chúng ta cũng bo như thế nha. Vậy là mình đã hoàn thành xong một cái tay cầm rồi. Đây có một vị trí chờ, mình sẽ ghép bộ phận tiếp theo. Đầu tiên sẽ là một vị trí, chỗ này lát nữa là nơi để nối với cái phần tay cầm. Một khối Lego rất to màu xanh lá cây tượng trưng cho cái màn hình, mình sẽ lắp vào phần phía trước, che bốn cái mắt Lego này bằng hai khối Lego màu đen dài. Phần mép bên phải cũng được che lại bằng một khối Lego màu đen. Phía bên trên đỉnh che tiếp và phần bên hông mình cũng che giống như vậy, nối luôn với lại cái phần mà mình vừa mới ghép lúc nãy. Vậy là được hai bộ phận gồm một phần tay cầm và một cái màn hình màu xanh. Bộ phận cuối cùng, các chi tiết sẽ được lắp lên một khối Lego tròn như thế này. Ở chính giữa là một viên ngọc có màu xanh lá cây, xung quanh có các gai nhọn, không phải giống nhau hoàn toàn đâu các bạn ạ. Nó sẽ nối tiếp và đan xen đều với nhau, có tổng cộng 8 cái gai giống như là mình đang ghép. Gai thứ 7 này và gai thứ 8. Wow, trông nó như là một bông hoa ấy nhờ các bạn. Gắn bộ phận thứ 3 lên. Úi, bây giờ mới hoàn thành 100% này. Các bạn đã biết món đồ mình vừa mới ghép xong là gì chưa? Đây là một khẩu súng ánh sáng mà các nhân vật ở trong trò chơi Solomali thường sử dụng để xua đuổi các con quái vật trong quá trình tìm kiếm các vật phẩm và thoát khỏi trò chơi đó đấy. 8 mảnh Lego chia ra trông như là một bông hoa nhưng không phải bông hoa đâu. Ở chính giữa có 4 khối Lego màu vàng trông như là một viên ngọc được xếp xung quanh một khối Lego màu xanh lá cây. Và khối Lego màu xanh lá cây này cũng được bảo vệ bởi 4 cái chi tiết, mà cái chi tiết này nó giống như là các chi tiết thường lắp ở các cánh tay của nhân vật. Phía đằng sau có một cái màn hình màu xanh rất là to và phần tay cầm với hai màu sắc chính là màu xanh nước biển và màu xám trắng cũng được bo tròn lại. Đây là cái túi nhỏ đầu tiên mình đã ghép xong rồi. Tiếp theo đến lượt túi Lego to hơn mà bên ngoài in hình một con quái vật rất nhiều răng, có mỗi cái đầu này thôi. Từ cái đầu này mình nhìn có thể đoán được có lẽ đây là một con quái vật gấu. Wow, các bạn này, bộ mặt của ông Zookeeper lần này khác quá nhờ các bạn, nhìn giống như là bộ mặt của một con cá sấu ấy, bởi vì mình nhìn thấy ở trên làn da có rất nhiều nếp nhăn, hai con mắt vẫn đen và sâu thẳm, còn đội thêm một cái mũ màu vàng nữa. Mà cái túi trông to như thế này thì bên trong chắc hẳn sẽ là một con quái vật rất to đây. Bên trong chiếc túi thứ ba sẽ là nhân vật gì? Úi giời, sẽ trượt. Bên trong, ui, đúng là Lego nhiều hơn rất nhiều. Nhân vật này có chân nhá các bạn. Mình sẽ ghép bàn chân trái trước, che lại hết các đốt bằng một khối Lego phẳng. Đến bàn chân, bàn chân bên phải màu xám trắng. Ngón chân, ui, các bạn ơi, đây là ngón chân hay là đuôi giày nhở? À không, quái vật thì làm gì mà đi giày. Đây chắc là một cái móng vuốt rồi. Mình đã hoàn thành xong chân bên phải và chân bên trái, mình cũng đã làm xong rồi. Hai cái chân mặc dù đơn giản nhưng mà nó có móng vuốt trông cũng rất ghê. Hai cái chân xuống đã. Ghép phần thân của nhân vật, bụng của nó này, bụng hơi nhỏ. Thực ra cũng không nhỏ lắm đâu, bởi vì cái chân của nhân vật nó cũng chỉ bé tí xíu, cho nên phần cơ thể to như thế này là vừa rồi. Ủa điều, cơ thể gì toàn tròn xoe thế này? À, ở chính giữa còn có thêm một khối Lego tròn. Đây sẽ là vị trí để ghép cái đầu. Vị trí này ghép chân phải, còn vị trí này sẽ là nơi để ghép chân trái. Mình sẽ ghép chân vào luôn. Một cái chân này và cái chân thứ hai cũng đã được mình ghép vào trong phần thân. Tò mò quá nhờ các bạn, quái vật gì mà lại chỉ có hai chân với lại một cái thân tròn như thế này? Mặc dù chưa ghép cái đầu nhưng mình nhận ra rằng có quái vật này không có cao. Chắc chiều cao của nó sau khi ghép xong nó cũng chỉ xấp xỉ bằng con mèo hoặc là con hươu cao cổ mà thôi. Cái khối này sẽ nằm ở bên trong
xong, phần đầu của con quái vật ghép cho nó một cái má bên phải và má bên trái nữa, cho nó bè ra không thì quái vật đầu vuông mất. Phía đằng sau gáy có một cái khớp, chỗ này sẽ để ghép với cái thân, và mình sẽ che lại bốn cái mắt Lego bằng một khối Lego có mũ tròn, ghép nó vào chính giữa. Đó, phần mặt tiền giống như đầu của con mèo, nhưng phía sau lưng lại là một cái hình tròn, ghép con mắt bên phải với một ngọn lửa, mắt bên trái cũng như thế, có một ngọn lửa màu đỏ ở chính giữa. Đây có khi là con mèo các bạn ạ, bởi vì mình đang ghép nó giống như là một cái râu thứ hai có màu tím, phần bên dưới giống như là cái mỏ, nhưng các bạn nhầm rồi, không phải cái mỏ đâu mà đây mới chính là cái mỏ này. Vậy là mình đã ghép xong phần đầu rồi, đặt cái đầu lên trên phần thân để hoàn thiện con quái vật thứ 9 trong công viên kinh dị Zolomali. Mình vừa mới ghép xong một con quái vật chim trong công viên kinh dị Zolomali đấy các bạn ạ. Quái vật chim này có một cái mỏ rất là dài và nhọn. Ồ, phần đầu cùng của cái mỏ này nó giống như đầu của một cái mũi khoan ấy, với hai con mắt đang phát ra ngọn lửa. Bên dưới cái miệng có hai cái râu màu tím. Phần cơ thể là các khối Lego hình tròn xếp chồng lên nhau. Hai cái chân có vuốt nhọn màu đen. Ồ, con chim này không có cánh các bạn ạ. À, phần sau gáy của con chim cũng là một cái khối Lego hình tròn cực kỳ to này. Đặt con quái vật chim vào bên trong bộ sưu tập quái vật Zolomali của mình. Đứng im luôn và không thể nào rơi được, bởi vì tất cả tụi nó đều được gắn trên một cái tấm bay bằng Lego, và cả khẩu súng ánh sáng này mình cũng sẽ đặt lên trên này luôn. Ngoài hai bộ Lego trong công viên kinh dị Zolomali thì mình cũng có thêm hai bộ Lego mới nha. Túi đầu tiên bên ngoài in hình một anh Titan Speakerman phiên bản nâng cấp đang cầm theo, ốp lần này là cầm theo một cái rìu mà không phải cầm theo một cây đàn giống như là trong CD của Dome Studio. Nhưng mà mình thấy dù là rìu hay là cây đàn nó cũng rất là ngầu phải không các bạn. Và túi thứ hai bên ngoài in hình anh Titan Drillman. À, anh này chưa thấy có cánh, tức là cái túi này là phiên bản cũ rồi, bản nâng cấp mới nhất bây giờ là phải có cánh đúng không các bạn. Với lại set Lego mình đang theo đuổi là mua theo kiểu random, tức là bên trong sẽ có một cái nhân vật ngẫu nhiên, cũng có thể nhân vật ở trong túi này sẽ giống với nhân vật ở trong túi này, giống hoặc là khác nhau mình không thể nào biết trước được, nhưng bù lại giá thành của chúng nó thì lại cực kỳ rẻ. Nào, hãy xem mình có may mắn mua được hai túi với các nhân vật khác nhau hay không, hay là đen đuổi khi mà hai túi bên ngoài rất là ngầu nhưng bên trong lại là các nhân vật giống nhau, một túi màu đỏ nhạt và một túi màu xanh nhạt. Mở túi, mình sẽ mở túi in hình Titan the Real Man này. Ảnh rất là ngầu nhưng không biết bên trong có thực sự ngầu không. Bên trong sẽ là, ồ, có lẽ không phải là Lego Titan the Real Man rồi các bạn ơi, bởi vì mình đã nhìn thấy rất nhiều các khối Lego có màu tím và cả khối Lego màu vàng mà không hề nhìn thấy một cái mũi khoan nào. Bên ngoài túi là Titan the Real Man, kết quả nhận được là anh Computer Man. Ảo không thể nào tin được các bạn nhờ. Mặc dù là random nhưng mình vẫn muốn có một anh Titan the Real Man mini. Nhưng bây giờ trên tay mình lại là một anh Computer Man với 1, 2, 3, 4, 5 cái màn hình máy tính. Trong đó một cái màn hình ở chính giữa rất là to và bốn cái màn hình xung quanh nhỏ hơn một chút. Bàn tay của anh ấy đang cầm một cái này có thể gọi là một cây quyền trượng, cũng là màu tím luôn. Bốn viên ngọc màu tím được ghép trên một khối Lego màu vàng. Skin của cái áo, skin này quá là lạ luôn, không biết skin này gọi là skin gì nữa. Bàn tay này đang cầm theo một cái cuốc cào. Ôi, cuốc cào nó giống như là một cái chân chim với móng vuốt đấy các bạn. Túi thứ hai cũng rất là ngầu đây, nhưng không biết bên trong là nhân vật gì nữa. Hy vọng sẽ là một anh Speakerman phiên bản nâng cấp mới nhất, bởi vì trong bộ sưu tập Lego Speedy Toilet của mình chưa có anh Speakerman phiên bản nâng cấp với cái đàn hoặc là cây rìu như thế này. Ok, cùng nhau bóc ra nhá. Cái này hết sức là hồi hộp các bạn ơi, bởi vì mình rất hy vọng sẽ có được một anh Speakerman. Nhân vật gì? Vàng vàng đỏ đỏ tím tím. Cái gì đây? Ôi các bạn ơi, mình chuẩn bị ghép một anh Clockman đó. Thật là không ngờ, bởi vì mình đã nhìn thấy một khối Lego in hình mặt đồng hồ ở trong đống Lego đó. Ồ, và nó có cả một cái khối giống như là một chiếc mũ này các bạn. Một chiếc mũ tí hon luôn, biết tí xíu, có màu nâu. Trong túi in hình Titan Speakerman là một bạn Clockman siêu nhỏ với xung quanh có bốn cái đồng hồ, hai cái đồng hồ to ở chính giữa đang chỉ 4:07, 4:37, còn hai cái đồng hồ ở hai bên hông ấy là nó dạng xoắn xoắn mà bây giờ mình không biết là nó đang chỉ mấy giờ nữa. Phía trên đỉnh đội một cái mũ màu nâu, hai tay đang sử dụng một cái skin lắng động thời gian có màu xanh thẫm và khoác trên mình một bộ áo vest rất là lịch sự. Các bạn ơi, vậy là trong video ngày hôm nay mình đã bổ sung thêm vào bộ sưu tập các con quái vật trong công viên Zolomali hai nhân vật, một nhân vật là con quái vật chim và một cái khác
khác là một món đồ, chính là cây súng ánh sáng mà các bạn thường thấy khi mà chúng ta vào trong trò chơi đó. Số lượng các con quái vật trong công viên Solomali bằng Lego của mình bây giờ đã lên đến 9 nhân vật. Ngoài ra, bộ sưu tập Lego Skibidi Toilet của mình cũng có thêm 2 nhân vật nữa. Đó là một anh Computerman với 5 cái màn hình, bàn tay đang cầm một cây quyền trượng màu tím. Sau đó là một anh Clockman đang đội một cái mũ màu nâu, cũng có 4 cái đồng hồ chạy xung quanh, 2 cái đồng hồ đang chỉ hơn 4:30. Ok, và công cuộc ghép Lego của mình ngày hôm nay đến đây là tạm dừng nha. Anh em thấy hay thì cũng đừng quên đã nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Bye bye.